Vâng, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đẹp 274 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Kiến trúc và Xây dựng Nhà Phương Đông. Hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn một mẫu nhà một tầng mang mã số BT1072. Đây là mẫu nhà được chúng tôi hoàn thiện thiết kế vào tháng 8 năm 2018 cho anh Tân, có địa chỉ ở Cần Thơ. Với yêu cầu đưa ra là trên mảnh đất rộng 1.000m², chiều rộng là 25m, chiều sâu là 40m. Gia chủ muốn thiết kế một ngôi nhà một tầng kiểu mái Thái, thân cổ điển với không gian sinh hoạt rộng rãi, kiểu nghỉ dưỡng cuối tuần. Sau đây, xin mời các bạn cùng đi vào thiết kế mặt bằng. Như các bạn đang xem ở trên màn hình, ngôi nhà được thiết kế theo kích thước phủ bì, một chiều là 16,5m, một chiều là 12,5m. Diện tích sử dụng là gần 160m² với một phòng khách, một phòng thờ, 3 phòng ngủ, một phòng ăn, một khu vực bếp nấu, 3 vệ sinh, một chòi nghỉ. Không gian nhà được chúng tôi phân chia chức năng rất rõ ràng, với lửa phía trước là khu động, là nơi cả gia đình cùng thực hiện những sinh hoạt chung. Không gian này được chúng tôi thiết kế rộng rãi, liên hoàn, khách và phòng ăn ngăn cách nhau đơn giản bởi một vách ngăn ước lệ hoa văn trang trí. Lửa phía sau là khu tĩnh, là nơi nghỉ ngơi của từng thành viên trong gia đình. Để các bạn có thể hình dung rõ hơn, xin mời các bạn cùng xem phương án phối cảnh nội thất do chúng tôi thực hiện. Ở góc nhìn nội thất thứ nhất, như các bạn đang thấy, đây là phòng khách rộng 33m² kết hợp phòng thờ. Phòng khách được thiết kế rộng rãi, thoáng mát với nhiều cửa sổ. Ban thờ được đặt tại vị trí trang nghiêm, thẳng cửa chính ra vào. Đây là khu vực bếp nấu có diện tích là 9m². Như các bạn đang thấy, đây là vị trí của vách kính ngăn mùi. Đây là khu phòng ăn rộng 24m², có sảnh phụ ra vào, giúp thuận tiện hơn trong giao thông và sinh hoạt. Như các bạn đang thấy, toàn bộ khu phòng khách và ăn được chúng tôi thiết kế không gian liên hoàn, thông suốt, rất rộng rãi và thoáng, đúng không ạ? Vị trí này là 3 phòng ngủ với diện tích là từ 16-18m² một phòng, và trong đó có 2 phòng ngủ có vệ sinh khép kín. Mời các bạn xem thêm góc phối cảnh nội thất thứ hai. Ở góc phối cảnh này, vị trí chúng tôi đang đánh dấu đây là 3 vệ sinh với diện tích trung bình khoảng 4m². Vệ sinh được chúng tôi thiết kế cụm lại thành một khu rất hợp lý, đúng không ạ? Điều này giúp cho các đơn vị thi công khi chạy đường ống kỹ thuật rất thuận tiện và dễ dàng, không phức tạp. Vị trí này các bạn đang xem là tủ đồ âm tường được chúng tôi thiết kế theo yêu cầu của gia chủ. Anh muốn có một tủ đồ nhỏ để các vật dụng chung của mọi thành viên ở trong gia đình như giày dép, ô lón, quần áo che mưa nắng, rất tiện dụng, đúng không các bạn? Sau đây, xin mời các bạn cùng chúng tôi chuyển qua phần thiết kế ngoại thất của ngôi nhà này nhé. Vâng, trên màn hình các bạn đang xem, đây chính là mặt đứng ngoại thất của ngôi nhà. Gia chủ chia sẻ, ở địa phương của anh thì thợ chủ yếu là thợ quê, thợ vườn, làm quen các kiểu nhà cấp 4 đơn giản nên tay nghề của họ có thể không được cao. Chính vì thế, dù rất thích kiểu nhà mái Thái tân cổ điển, nhưng anh lại chọn nhà có kiểu cách và đường nét có phần nhẹ nhàng và thanh thoát, nhưng vẫn phải toát lên được vẻ đẹp của phong cách anh mong muốn. Lắng nghe được những tâm sự và yêu cầu đó, vì khoảng cách địa lý khá xa nên dù chưa được gặp mặt trực tiếp, nhưng chúng tôi đã thiết kế cho anh một ngôi nhà mà sau đó anh và gia đình chia sẻ thực sự rất là ưng ý. Các bạn có thể thấy, ngôi nhà đúng như những gì đã miêu tả trước đó, rất đơn giản và nhẹ nhàng, được khoác lên mình một màu trắng tinh, đơn thuần mà lại rất bắt mắt. Ở những mảng tường thu hồi, chúng tôi phối thêm màu điểm nhấn bằng gam màu đậm, kết hợp với cửa nhôm, hệ màu tối tương phản với màu nhà, giúp ngôi nhà nổi bật hơn, đúng không các bạn? Vị trí chúng tôi đang chú thích đây, đây chính là chòi nghỉ. Chòi được thiết kế liền vào nhà theo yêu cầu của anh, để chòi nghỉ kết hợp với ngôi nhà tạo thành một khối tổng thể và ăn nhập. Đó đã là một việc không hề dễ, nhưng chúng tôi đã giải quyết vấn đề rất thành công, đúng không các bạn? Chòi nghỉ với hệ thống cột được sơn giả gỗ, thiết kế 6 mái, lập ngói cùng màu với ngói nhà chính, rất nổi bật nhưng vẫn ăn nhập với tổng thể, rất đẹp, đúng không các bạn? Tổng chi phí dự toán phần thô của ngôi nhà
được chúng tôi dự toán trong khoảng 1,3 đến 1,5 tỷ ạ. Đây là giá dự toán có tính chất tham khảo, có thể thay đổi theo từng điều kiện, theo từng địa phương nên các bạn cần chú ý ạ. Vừa rồi là một vài chia sẻ về mẫu nhà một tầng mang mã số BT1072 của chúng tôi. Nếu các bạn có đóng góp ý kiến, hãy để lại bình luận dưới ô comment của video nhé. Video này chúng tôi xin được dừng lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn và thoải mái. Hãy ấn like và theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất cứ một video nào mới của chúng tôi nhé. Xin chân thành cảm ơn.